Ok, hello chào mọi người. Thì hôm nay mình hướng dẫn mọi người sử dụng con máy này nha. Đây là con máy Olympus Mizu Zoom 140 ha. Thì cái dòng Mizu này của Olympus thì là một cái dòng máy cũng khá là đẹp, được mọi người ưa chuộng. Thì hôm nay mình hướng dẫn mọi người sử dụng máy này nha. Đầu tiên thì mình gắn pin ở đây nè. Đó, mình gắn pin chỗ này nha. Rồi khi gắn pin xong thì mình chỉ việc mở nguồn, nó là mở đây nè, là nó sẽ mở nguồn nha. Ở trong quá trình sử dụng mọi người lưu ý nhiều khi cái tay mình cầm đây, mình lỡ mình đè cái này xuống là nó đóng lại nha. Nhiều người không biết thì nói là cái máy nó bị lỗi, nhưng mà thực chất là do mình lỡ mình đóng công tắc rồi đó. Giờ mở ra lại nè. Rồi khi mở ra thì nó như thế này ha. Hai cái nút mà quạt với đét này là để chỉnh ngày tháng nha, mình ấn rồi mình chỉnh. Rồi khi mà mở nguồn lên thì máy ở hiện trạng này đó là sử dụng là chế độ là auto ha. Auto sẽ nó chụp như thế nào, tức là auto là khi mà ra ngoài trời ánh sáng mà đủ ánh sáng thì nó sẽ không mở đèn led, mà khi vào trong bóng tối thì nó sẽ mở đèn led. Bây giờ mình chụp thử mọi người xem, là bây giờ hiện nay là mình đang quay phim ở trong phòng thì ánh sáng nó không đủ, nó sẽ mở đèn led nha. Đó, nó đã chụp xong rồi đó. Cái máy này nó khác với những cái máy khác là khi mà chụp nó không nghe tiếng kêu, nó rất là nhẹ nhàng, nó chụp cái tạch nhẹ lắm, nhiều khi mọi người cũng không nghe không thấy luôn nha. Nè, đó là nó chụp xong rồi đó. Rồi tiếp theo mình ấn cái nút này, ở đây nó có hai cái nút đèn lát, là mình ấn một cái nó sẽ ra hình này, là cái này là chống mắt đỏ. Bây giờ mình chụp thử nha. Đó, mình chụp thử thì nó sẽ cái chế độ chống mắt đỏ nó chớp như thế này là nó mới chụp ha. Chế độ thứ hai là chế độ này, hiện cái hình này là tắt đèn lát nha, mình ấn nút là nó sẽ tắt. Nó chụp rồi mà nó tắt nè. Đó. Đó, nó chụp rồi đó nha, mà nó chụp rất là nhẹ nhàng luôn. Mình ấn tiếp cái nữa, chế độ này là luôn luôn mở đèn lát. Tức là khi ra ngoài ánh sáng hay là trong bóng tối gì nó cũng mở đèn led hết. Thì mình chụp cái này đó, rồi mình ấn cái nữa thì cái này là chế độ đèn led ban đêm, cái này là chống mắt đỏ, cái này là chế độ bình thường trở lại ha. Rồi ấn cái nút ở trên này thì nó là chụp hẹn giờ và remote. Bây giờ mình sẽ chuyển qua chế độ tắt đèn led để mình thử để cho nó tiết kiệm pin nha. Rồi bây giờ hiện nay là đang mở chế độ là chụp hẹn giờ và tắt đèn led, giờ mình chụp thử nè. Khi mà chụp hẹn giờ thì là máy nó sẽ báo đỏ một cái tín hiệu đỏ như thế này, đèn đỏ như thế này, và 10 giây sau nó sẽ chụp. Rồi máy chuẩn bị chụp nha. Rồi nó chụp xong rồi đó, nó chụp xong rồi đấy. Rồi tiếp theo nữa mình ấn một cái nữa thì cái này là sẽ chụp sử dụng cái remote. Thì cái máy này nó có cái remote đi kèm theo như cái bộ này. Thì bây giờ mình để cái máy đây nè, mình không đụng gì hết. Bây giờ mình dùng cái remote cái bên này mình sẽ chụp cho nó nè. Cái remote mình phải để cho đúng hướng mới được, đúng ngay cái sóng của nó, hoặc cái remote này có thể nó bị hết pin á. Rồi nó chụp và nó nhận được sóng rồi đó. Mình ấn cái nút này nó chưa đúng, rồi nó chụp rồi đó nha. Đó. Đó. Nhận đúng sóng á, cái remote mình hướng nó đúng sóng là nó chớp lên cái đèn đó thì nó mới chụp nha. Rồi trên này hai cái nút này đã xong rồi. Thì cái này là chỉnh cận, tức là khi mình ngắm vô cái view ngắm này nè mà con mắt mình bị cận thị á, hoặc là nhìn không có rõ đó, mình dặn cái này tới lui thì mình sẽ thấy rõ nha. Này gọi là chế độ chỉnh cận. Còn cái này gạt là chụp panorama. Panorama là như thế nào thì mọi người nhìn đây nè. À, cái máy này khi mà mình mở cái nắp ra thì nó sẽ chuyển về chế độ là tắt, nó thụt cái ống kính vô nó tắt máy nha. Panorama là khi mình gạt này gạt xuống chỗ đó có chữ panorama, nó sẽ xuất hiện hai cái thanh này nè, nó sẽ làm cho tấm hình nó dẹp, nó dài ra nhầy là panorama. Còn mình gạt ra đây là chế độ bình thường đó, nó chế độ bình thường là chế độ panorama nè. Đó, rồi khi mình đẩy nắp lại thì nó như thế này ha. Rồi ở đây nó có cái nút này gọi là cái nút tua phim về. Khi mà mình chụp xong phim hoặc là mình muốn tua phim về, mình ấn nút này nó sẽ tua phim về nha. Rồi cơ bản thì mình đã giới thiệu cho mọi người xong cái máy này rồi. Và cái chỗ này là zoom xa gần, mình đang zoom xa nè. Đó. Rồi. Vậy là xong ha. Hết chức năng của máy rồi. Thì máy này chụp cũng khá là đẹp, mọi người tin dùng lắm nha. Rồi chào mọi người, cảm ơn mọi người đã xem. Cứ biết là con